Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay thứ ba, ngày 7 tháng 3 năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Thường trực Tỉnh ủy thăm Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp thường kỳ tháng 2 năm 2023. Hợp tác phát triển cà phê bền vững. Chuẩn bị chu đáo cho lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay ngày 7 tháng 3, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy đã đến thăm chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, mùng 8 tháng 3 năm 1910, mùng 8 tháng 3 năm 2023 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó và đóng góp quan trọng của các cấp hội phụ nữ tỉnh Đắk Lắk trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Đồng chí Phạm Minh Tấn mong rằng trong thời gian tới, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập hợp, vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, xây dựng gia đình 503 sạch gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng kiện toàn phát triển tổ chức hội vững mạnh, góp phần tích cực hơn nữa vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk. Sáng nay ngày 7 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2023 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2023. Đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Văn Cảnh, Hờ Diêm Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo phiên họp cho biết tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023 tiếp tục phát triển ổn định. Vụ đông xuân 2022-2023, toàn tỉnh đã gieo trồng 61.700 ha, đạt 107,31% kế hoạch. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 ước tăng 1,24% so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 2 ước đạt trên 8.464 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước. Lũy kế 2 tháng ước đạt 16.859 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước tháng 2 năm 2023 ước thực hiện trên 700 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng ước thực hiện trên 1.720 tỷ đồng, bằng 23,17% dự toán Trung ương giao và đạt 17,03% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2022. Các hoạt động văn hóa thể thao được duy trì, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện, quốc phòng an ninh được giữ vững. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới các sở ngành địa phương cần tập trung cho công tác tổ chức lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, trong đó cần rà soát lại nhiệm vụ của các tiểu ban, chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là quan tâm xây dựng hình ảnh tỉnh Đắk Lắk văn minh, thân thiện, mến khách, đồng thời tập trung triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt là các dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, hồ thủy lợi Krông Bách Thượng, hồ thủy lợi E Tam, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch tỉnh, triển khai nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sáng nay ngày 7 tháng 3, Hội đồng Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức kỳ họp chuyên đề khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 72-2022 của Quốc hội khóa 15 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Từ Thái Sang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ trì hội nghị. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã thảo luận nhằm cụ thể hóa khoản 2 điều 3 Nghị quyết số 72/2022 của Quốc hội khóa 15 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, phân bổ chi tiết 45% tăng thêm theo định mức chi thường xuyên năm 2023 mà Quốc hội ưu tiên cho thành phố Buôn Ma Thuột.
Kỳ họp cũng đã thảo luận và thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung đầu tư các dự án sử dụng ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025. Các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ một số vấn đề về nguồn vốn phân bổ thực hiện các dự án cần ưu tiên cho các lĩnh vực công trình dự án cấp thiết của thành phố, nhất là nguồn vốn ưu tiên cho đầu tư phát triển đô thị và nông thôn mới, v.v. Chúng tôi sẽ ưu tiên cái nguồn lực để đầu tư cho cái hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là các hệ thống giao thông nối với các cái địa phương lân cận và với các huyện, rồi mở rộng cái không gian đô thị. Trong cái nguồn lực của cái nghị quyết 72 thì có một cái phần vay vốn ODA thì chúng tôi sẽ tập trung cho cái cải tạo các cái dòng suối lớn về suối Enao và suối Etam ở trên địa bàn thành phố để tạo ra một cái thay đổi, một cái bộ mặt cảnh quan trong đô thị. Và đây là cái điểm nhấn của thành phố trong những cái thời gian sắp tới. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đề nghị sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cùng các phòng ban có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua tại kỳ họp, tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của năm 2023 và những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tạo ra sản phẩm cà phê chất lượng cao, năm 2018, nông dân ở thôn Cao Thành, xã Cao, thành phố Buôn Ma Thuột đã liên kết xây dựng tổ hợp tác cà phê hữu cơ Đồng Tâm. Đến nay, qua 6 năm đi vào hoạt động, sản phẩm cà phê của tổ hợp tác đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con nông dân và khẳng định được giá trị thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột. Sau hơn 5 năm tham gia tổ hợp tác, gia đình ông Lê Văn Tâm ở thôn Cao Thành, xã Cao nhận thấy rõ lợi ích của việc trồng cà phê theo hướng hữu cơ. Để thực hiện mô hình, ông Tâm tuân thủ nghiêm ngặt quy trình từ khâu chọn giống, chăm sóc, sử dụng phân bón cho đến thu hoạch. Tạo hệ sinh thái trong vườn cây đạt yêu cầu 3 tầng là cây cà phê, cây ăn trái và cây che bóng để nâng cao chất lượng quả cà phê sau khi thu hoạch. Tuy vất vả nhưng đến vụ thu hoạch, vườn cà phê của gia đình ông được doanh nghiệp thu mua cao hơn nhiều so với giá thị trường. Làm theo cái phương pháp hữu cơ, vườn có nghĩa là vườn đa tầng á, thì cái vườn mình ổn định sẽ có nhiều người tới thăm và cũng nhiều người đặt vấn đề để mà mua sản phẩm của mình. Và đến bây giờ thì như vườn của tôi và một số người nữa là được một công ty người ta bao tiêu sản phẩm với một cái giá trị là gần như gấp đôi giá thị trường. Thì cái giá trị như vậy thì tất nhiên là mình thu nhập nó sẽ, cuộc sống của mình nó sẽ ổn định hơn. Tổ hợp tác cà phê hữu cơ Đồng Tâm hiện có 10 thành viên với diện tích gần 16 hectare. Các thành viên tổ hợp tác liên kết với doanh nghiệp, qua đó được doanh nghiệp hỗ trợ về phân bón, kỹ thuật chăm sóc cây cà phê, kiểm tra mẫu đất, độ ẩm, không khí, tuân thủ đúng quy trình canh tác hữu cơ. Trong quá trình liên kết với công ty, đến mùa thu hoạch, sản phẩm của tổ hợp tác được công ty bao tiêu sản phẩm với giá ổn định và cao hơn thị trường. Thì qua quá trình thành lập rồi đi hoạt động phát triển cho đến bây giờ thì mình thấy là hiệu quả kinh tế mang lại từ cái mô hình mình phát triển cà phê đặc sản theo hướng hữu cơ thuận tự nhiên thì mang lại hiệu quả, nói chung là có sự rõ rệt. Tới đây cũng là phát triển thêm khoảng cỡ gần 15 hecta nữa thì nâng tổng số lên khoảng 30 hecta để đáp ứng cái nhu cầu và cái thị hiếu của người tiêu dùng hiện tại đang còn rất là lớn. Việc hình thành tổ hợp tác cà phê hữu cơ và liên kết với doanh nghiệp chế biến cà phê theo quy trình khép kín đã mang lại lợi ích cho cả người trồng cà phê và doanh nghiệp. Quan trọng nhất là thay đổi phương thức canh tác của người nông dân hướng đến một sản phẩm an toàn, chất lượng, từng bước khẳng định thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột trên thị trường quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, sau 7 lần tổ chức, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột đã trở thành một sự kiện quan trọng của ngành cà phê Việt Nam, để lại ấn tượng tốt đẹp với người dân, du khách trong nước và quốc tế. Sau 2 năm tạm dừng tổ chức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 được người dân cũng như doanh nghiệp chuẩn bị chu đáo, mong chờ đến ngày khai mạc. Trong lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk được chọn chủ trì triển lãm Hội thi sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk, một nội dung trong chương trình lễ hội. Để khu trưng bày với những tác phẩm nghệ thuật thu hút sự quan tâm của người dân cũng như du khách theo đúng chủ đề của lễ hội, ngay từ đầu tháng 3, hội đã phân công công việc cho từng nhóm theo từng chủ đề. Thì Hội Sinh vật cảnh đã có
triển khai nhiều cuộc họp. Thứ nhất là truyền đạt cho toàn thể các hội viên và các câu lạc bộ rằng đây là lần đầu tiên tỉnh thực sự đã đánh giá cái hoạt động của hội sinh vật cảnh, nên đưa cái hội sinh vật cảnh vào trong cái hoạt động chính của cái lễ hội cà phê để cho các câu lạc bộ và các nghệ nhân có một cái niềm vui, sự khích lệ để mà chuẩn bị những cái tác phẩm tham gia một cách nó mạnh nhất. Lễ hội cà phê lần này, hội sinh vật cảnh được nằm trong cái chương trình chính của lễ hội. Cho nên cá nhân tôi rất là phấn khởi, cho nên từ đó tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nhiều tác phẩm rất là đẹp. Cũng như cá nhân tôi nói riêng và anh em nghệ nhân trong và ngoài tỉnh nói chung thì cũng đã sẵn sàng. Đến giờ này tôi đã kiểm soát được là nhiều tác phẩm đẹp để cho ngày chuẩn bị cho cái ngày 7, ngày 8 này đưa đến triển lãm sinh vật cảnh cùng với lễ hội cà phê 13 năm nay. Là một trong những đơn vị sản xuất cà phê đặc sản, Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Công bằng Etu, thành phố Buôn Ma Thuột đang huy động toàn bộ nhân lực, làm hết công suất chuẩn bị nguồn hàng dồi dào cho lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. Bên cạnh đó, Hợp tác xã còn chuẩn bị các phần quà tặng du khách tham quan gian hàng trong thời gian diễn ra lễ hội. Từ đầu là chúng tôi đã chuẩn bị nhà đăng ký gian hàng, rồi sau đó thì lên phương án tiếp theo để mà sản xuất cà phê bột cũng như là cà phê hòa tan để lên trưng bày trên lễ hội. Thì ngày 10 tháng 3 là chúng tôi cũng sẽ tham dự cái lễ khai mạc và một cái cuộc thi pha chế cà phê đặc sản ở tại khách sạn Sài Gòn. Ban tổ chức kỳ vọng lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ tạo ra nhiều cú hích phát triển ngành nông nghiệp, ngành hàng cà phê cũng như góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh tiềm năng thế mạnh của Đắk Lắk đến với các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước.